Hôm nay mình sẽ thử ghép các bạn một cái âm ly đèn đến từ Canada ghép với một đầu loa đến từ Mỹ. Âm ly đèn đến từ hãng Anthem, model là Interactive 2. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của cái nhánh công ty mẹ là Sonic Frontier. Anthem Interactive 2 là một cái âm ly không phải là chỉ là đèn, mà nó là sự kết hợp giữa đèn và bán dẫn, đây gọi là hybrid. Hệ thống bên trong của nó là cái phần rè nó xài đèn, và cái phần bán dẫn thì nó xài 8 con sò Motorola. Lát nữa mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong. Và đôi loa mình giới thiệu các bạn hôm nay là đôi loa JBL Lancer 99 phiên bản lưới bố đó. Phiên bản này thì nó hiếm hơn so với cái phiên bản lưới mắc cáo. Thì dùng lưới bố lưới mắc cáo thì cái cụ loa nó cũng sử dụng cụ từ Anico giống như nhau, một cái loa bass 36 và một loa trep. Loa này có phân biệt left right trái phải. Đến lỗ thông hơi thì các bạn thấy là nó nằm đối xứng nhau, hai loa trái nó cũng nằm đối xứng nhau. Bát rất là đẹp, gân còn nguyên ri. Cái bát này là 36 cm nha các bạn. Loa thùng vách thì không phải là đẹp xuất sắc, nhưng mà so với cái thời điểm ra mắt đầu những năm 70 thì như vậy là rất là đẹp rồi. Dòng loa này thì nó có chiều cao 60, chiều ngang 36 và chiều sâu là 30. Nó nặng 23 kg mỗi loa, và cái công suất của nó là dao động từ 35 cho đến 100. Độ nhạy là 91 dB. Tuy là không phải là một mức độ nhạy lớn để chúng ta đánh đàn cho nó hay, nhưng mà với cái âm ly này là vừa đàn kết hợp bán dẫn thì chúng ta đánh cặp loa này rất là tốt luôn. Nếu như âm ly này là thuần đàn thôi, chỉ riêng là đèn thôi, thì nó đánh cặp loại này chúng ta nó hơi không hợp lắm. Nhưng mà đây là âm ly, nó hệ thống rè của nó là chạy đèn, còn công suất là bán dẫn nên nó vẫn đánh đồ loại này rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn, nhưng mà trước khi test thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong của cái âm ly Anthem Interactive 2 này nha. Con này thì hôm trước mình giới thiệu rất là kỹ rồi, giờ mình cũng mình quay phía sau cho các bạn xem cả bộ này nè. Bộ này rồi mình quay bên trong cho các bạn xem luôn nha. Đôi loa thì không cần phải quay bên trong đâu, nhưng mà hôm trước mình đã quay bên trong với loa rồi. Các bạn thấy là dòng chữ này Sonic Frontier đó, sản xuất tại Canada. Con này thì 29 triệu nha, còn đôi loa là 18 triệu rưỡi. Bây giờ cùng nhau khám phá bên trong, xem cái âm ly đèn này nó độc đáo ở chỗ nào. Con này rất là nặng, âm ly này nó nặng hơn 20 kg. Bây giờ các bạn đã được khám phá bên trong của cái con âm ly đèn hybrid kết hợp với bán dẫn như thế này, và con âm ly Anthem Interactive 2 nó thiết kế rất là khủng. Cái mạch bán dẫn của nó là cái mạch công suất với 8 con thang Motorola nha các bạn, Motorola của Mỹ. Rất là hiếm những cái con mà âm ly nó chạy sò Motorola, và đặc biệt là sò thang, tại vì sò Motorola nó rất là mắc tiền. Sò Motorola và sò nhôm, sò sắt nó vẫn mắc tiền hơn so với những cái cùng loại của Toshiba hoặc là của Hitachi. Còn về sò thang của Motorola thì cực kỳ mắc tiền luôn, hiếm cái âm ly nào nó sử dụng. Thì con này sử dụng sò thang Motorola 8 con. Các bạn thấy cái mặt của nó đều ghi chữ Anthem Interactive 2 Design by Sonic Frontier đó. Thiết kế từ năm 1998 đến năm 2005 cái phiên bản này. Con này thì điện của nó là chỉ có một dòng điện, là mình thấy nó ghi tăng phô này thì nó chỉ có một dòng điện. Tăng phô này cũng made in Canada nè các bạn. Nói chung là mình không rành về nó có thay đổi được dòng điện trong này hay không, nhưng mà các bạn lưu ý khi chúng ta cắm, chúng ta mở nắp này ra, chúng ta phải rút rút dây nguồn ra nha. Như hồi nãy mà không rút dây nguồn mà rờ rờ và mấy cái này nó hở là nó giật, là té ngửa luôn, chết luôn đó. Rồi, quay như vậy là được rồi. Bây giờ mình đóng nắp lại nha. Các bạn thấy cái chữ M đó chưa?
M này để mình gọi cái pin vào, các bạn thấy chữ Motorola của cái sò này. Đó, chữ M đó thấy chưa? Motorola. Rồi. Ok, giờ đóng nắp lại. Đóng nắp lại nha. Con này có mức giá là 29 triệu nha các bạn. You may say this is a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message from millions. Say keep don't go. Ten 10,000 guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions, say keep on going. I said keep on going. Oh, don't take my fun. Keep don't go. Keep don't go now. Nah. Thank you.
breathe with that loss. Oh, but I still got you, brother. Don't nail yourself to a cross. I want you to leave that pack. It'll put the drive into my soul. It'll bring a message to millions. They keep on going. My brother Tommy out again.